Rồi các bạn cùng xem. Đây nha, bây giờ đã xuất phát các bạn. Đường báo chân 1, giữa sốc sâu 1, nằm bên đường đua bên trái và sốc ve mới bên đường đua phải đã xuất phát. Ai thắng là sẽ vô, mà ai thua là lội trực tiếp đó nha các bạn ơi. Đây đường báo chân 2, giữa Cà Nhung và Wow, đường đua bên trái gặp sốc em cũ và Wow, nằm đường đua bên phải cũng đã xuất phát. Ô đây là trận bán kết các bạn lộn. Ai thắng là sẽ vô nhất nhì, mà ai thua là sẽ ra ba tư các bạn. Trận 3 vừa rồi là trận tứ kết rồi, đã lội về rồi. Còn đây là trận bán kết các bạn. Ta chúng ta chỉ còn có 4 ghe. Đó thì bây giờ là ai thắng là vô tranh nhất nhì, mà ai thua ra ba tư các bạn. Đây là trận quyết định. Kịch tính quá luôn rồi. Còn nói ngay hôm nay mình quay cái cảnh hơi xa, các bạn cũng biết đã xong rồi. Wow, chúng ta rộng lắm. Cho nên cái cảnh vật chúng ta xem cũng hơi khó. Đó các bạn, đây là cặp đầu tiên đã xuất phát. Rồi cặp thứ hai cũng đã xuất phát luôn các bạn. Mình thấy bên tay phải màn hình của bà, các bạn xem. Đây là đường đua bên trái cho dòng hộp áo vàng áo xanh đội sốc em mới. Đó đường đua bên phải cho trang phục áo vàng hai đội đang tiến về và kết. Đây là sốc riêng. Đúng là để giúp khi nào lực đi. Cứ lần lên. Đây là sốc sâu. Tận tâm là tên hoàng trưởng này. Hai ghe đang tăng tốc về đích các bạn ơi. Rồi vậy là sốc sâu đã ăn rồi các bạn ơi, khá xa rồi. Không kịp rồi, bây giờ đang vượt tốc kìa các bạn. Đang bay kìa, có kịp hay không? Ôi không kịp rồi các bạn ơi, đã khá xa rồi. Như vậy đội sốc sâu 1 vào lao bên đường đua bên trái đã thắng trận bán kết 1. Rồi vậy là sốc sâu đã thắng 3 tranh nhất gì? Tôi qua bằng mùi đây là kia cho đánh đạo bên đó. Rồi các bạn cùng xem cặp tiếp theo cũng đã tới gần tới đích luôn. Ây cha, mình thấy Lâm Như. Lâm Như đội này nhích hơn rồi nha các bạn. Chung kết các bạn, đã được tỉnh luôn. Đây là ghe của Cà Nhung, là ghe mới luôn các bạn, ghe đóng mới luôn, đã có thành tích rồi các bạn. Ô rồi vậy là trận bán kết hai giữa ghe Cà Nhung và ghe
xuất phát của hai cặp gai ngò. Đây các bạn, cặp đầu tiên đã xuất phát rồi các bạn. Đây là tranh 3-4 của Cà Nhung và Sóc Giang mới các bạn. Đã có lệnh xuất phát rồi, mình cũng chưa có lệnh. Tranh 3 giữa xe Sóc Giang mới và Cà Nhung. Rồi các bạn cho mọi người cùng xem. Đây là trận cuối cùng. Rồi thì bây giờ là cặp chung kết ở dưới cũng đã xuất phát luôn các bạn. Đây đã tăng tốc. Chúng ta xuất phát đã cho xuất phát trận chung kết giữa sốc số 1 đường đua bên trái và sốc đen cũ đường đua bên phải. Chung kết đây các bạn. Đây là trận 3-4. Khá xa các bạn ơi, không thể nào xem rõ. Đây là Sóc Giang. Sóc Giang cũ các bạn. Còn đây là Cà Nhung. Cà Nhung là đổi xanh các bạn. Hôm nay là đổi Sóc Giang mới gồm Wow. Và đổi Cà Nhung gồm Wow đang tiến về và tích. Ai sẵn thang tôi lương. Lắc sai tất khả chú em. Rồi ai hạng 3, ai hạng 4 nha các bạn. Làm như Cà Nhung không kịp chứ Sóc Giang rồi các bạn. Sóc Giang quá đi rồi các bạn ơi. Không kịp Sóc Giang rồi. Sóc Giang đi nè các bạn. Còn Cà Nhung nè các bạn. Ôi không kịp rồi. Quá xa rồi các bạn ơi. Đã tới đích rồi. Quá xa luôn nè các bạn. Như vậy đội Sóc Giang mới gồm Wow đã đạt giải ba của đội Dương 800m5 nữ phối hợp. Đây còn trận chung kết đây các bạn. Quá kịch tính rồi. Nguyên trực cô trong bài chọn sơ đáp ngay tim môi. Ôi rồi, coi bên đây nó tăng tốc kìa các bạn. Rồi bây giờ là cái nước quan trọng nha các bạn ơi, nước cuối rồi. Trận chung kết. Trận chung kết giữa sốc số 1. Sốc số. Rồi vậy là sốc sâu hôm nay là đã nhả
Rồi, vậy là tôi cho con tha con phần trên. Nhắc đầu nào, chẳng quên tu. Lâu một với chị cá, đầm bây giờ tôi quên trên hoa này. Đội hạng 3 là đội sắp sao mới. Trao giải thưởng